Thiện hiện nên biết như bậc dự lưu trụ quả dự lưu không nghi ngờ đối với pháp của quả ấy, bậc Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác và chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mỗi vị đều trụ quả của riêng mình, không có sự nghi ngờ đối với pháp trong chính quả ấy. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, đối với các pháp thuộc về địa vị bất thối chuyển mà mình đang trụ thì biết rõ, thấy rõ, không còn mê hoặc nghi ngờ. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này trụ trong địa vị này thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu các công đức, nếu có việc ma khởi lên liền giác chi ngay, chẳng theo thế lực của ma sự mà chuyển đổi, có thể tiêu diệt hoàn toàn các ma sự, giúp cho công đức tu hành chẳng bị chướng ngại. Thiện hiện nên biết như người tạo nghiệp vô gián, tâm vô gián ấy luôn luôn theo sát họ cho đến lúc qua đời cũng không rời bỏ. Vì sao? Vì nó hay phát sanh để tạo nghiệp vô gián, do thế lực tăng thêm nên chuyển biến mãi, cho đến khi qua đời cũng không thể chế phục được. Giá như có tâm tốt khác cũng không thể ngăn ngại được. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, khi an trụ địa vị chính mình, tâm chẳng dao động, không có sự phân biệt, nên không bị trời, người, A-tu-la, vân vân ở thế gian xoay chuyển nổi. Vì sao? Vì tâm của Đại Bồ Tát này vững vàng vượt qua trời, người, ma phạm, A-tu-la, vân vân ở thế gian, đã nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, trụ bậc bất thối, được thần thông thủ thắng của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các đệ tử Phật lắng nghe chánh pháp. Ở chỗ chư Phật, gieo trồng nhiều căn lành, thỉnh hỏi pháp nghĩa mà Bồ Tát tu học. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này an trụ địa vị chính mình, nếu có khởi ma sự liền biết ngay, quyết không chuyển đổi theo ma sự ấy. Dùng phương tiện thiện xảo, tập trung các ma sự để vào trong thật tế rồi phương tiện trừ diệt. Đối với pháp của địa vị chính mình không mê hoặc nghi ngờ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp đều vào thật tế, thông suốt thật tế, chẳng một chẳng nhiều. Ở trong thật tế không có sự phân biệt, vì đối với thật tế không còn mê hoặc nghi ngờ gì đối với pháp địa vị chính mình, cũng không có do dự. Thiện hiện nên biết nếu có chuyển thọ sanh thì Đại Bồ Tát này cũng chẳng thối lui đối với thật tế, quyết không phát khởi tác ý hướng tới bậc thanh văn và độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tự tướng tất cả pháp đều là không, trong cái không này chẳng thấy có pháp nào hoặc sanh hoặc diệt hoặc nhiễm hoặc tịnh. Thiện hiện nên biết cho đến khi chuyển thân, Đại Bồ Tát này cũng chẳng nghi ngờ rằng ta sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hay sẽ không được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thông suốt tự tướng các pháp đều không, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này an trụ địa vị chính mình chẳng theo duyên bên ngoài. Đối với pháp nơi địa vị chính mình chẳng ai có thể phá hoại được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thành tựu trí không dao động, trí không thối lui, tất cả ác duyên không thể làm lung lay được. Nếu Đại Bồ Tát này thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện giả sử có ác ma giả dạng Đức Phật đi đến chỗ của tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển mà nói thế này: nay ông nên cầu quả A-la-hán, chấm dứt các lậu, chứng nhập Niết Bàn. Ông chưa nhận thọ ký Đại Bồ Đề, cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nay ông chưa có các hành tướng của bậc bất thối chuyển. Như Lai không nên thọ ký vô thượng Đại Bồ Đề cho ông. Ông cần phải có đầy đủ các hành tướng của bậc bất thối chuyển mới có thể mong Phật thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nghe những lời này rồi, tâm của Đại Bồ Tát này chẳng dao động, không thối lui, chẳng sửng sốt, chẳng sợ hãi. Đại Bồ Tát này phải tự chứng biết, ta đã nhận thọ ký Đại Bồ Đề ở chỗ các đức Như Lai quá khứ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát đã thành tựu các thắng pháp như vậy, chắc chắn chư Phật sẽ thọ ký Đại Bồ Đề. Ta đã thành tựu các thắng pháp như thế, lẽ nào Thế Tôn chẳng thọ ký cho ta? Vì thế, nên chắc chắn ta được chư Phật quá khứ thọ ký Đại Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma hoặc sứ giả của ma giả dạng Đức Phật đến chỗ tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, thọ ký bậc thanh văn hoặc bậc độc giác cho Bồ Tát và bảo Bồ Tát:
Thiện nam tử, cần gì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, sanh tử luân hồi, miệt mài chịu khổ, hãy mau chứng vô dư niết bàn, chấm dứt sanh tử, an vui hoàn toàn. Nghe lời ấy rồi, đại bồ tát này nghĩ như vậy, chắc chắn đây là ác ma hoặc sứ giả của ma, giả dạng đức Phật để quấy nhiễu tâm ta, thọ ký cho ta bậc thanh văn và độc giác, khiến ta thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì nhất định không có chư Phật nào dạy các đại bồ tát hướng tới thanh văn hoặc bậc độc giác lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu đại bồ tát này thành tựu các hành động tứ trạng như thế thì biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma hoặc sứ giả của ma giả dạng đức Phật đến chỗ tất cả đại bồ tát bất thối chuyển mà bảo: kinh điển đại thừa mà ông đã thọ trì chẳng phải Phật thuyết, cũng chẳng phải đệ tử Phật thuyết, đó là các ác ma hoặc các ngoại đạo vì dối gạt ông nên nói như vậy, nay ông chớ nên thọ trì đọc tụng. Nghe lời ấy rồi, đại bồ tát này nghĩ như vậy, chắc chắn đây là ác ma hoặc sứ giả của ma khiến ta chán bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên nói kinh điển đại thừa sâu xa chẳng phải Phật thuyết, cũng chẳng phải đệ tử Như Lai thuyết. Vì sao? Vì lìa kinh điển này mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chắc chắn không có điều đó. Thiện hiện nên biết đại bồ tát này chắc chắn đã an trụ bậc bất thối chuyển, được chư Phật quá khứ thọ ký đại bồ đề lâu rồi. Vì sao? Vì đại bồ tát này thành tựu đầy đủ các hành động tướng trạng của bậc bất thối chuyển. Nếu các bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như vậy thì phải biết đã được thọ ký đại bồ đề rồi, tất đã an trụ bậc bất thối chuyển nên có thể nhận biết được việc làm của ác ma. Nếu đại bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tất cả đại bồ tát bất thối chuyển đều hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thất mạng, huống gì các của cải bè bạn dòng họ. Đại bồ tát này luôn nghĩ như vậy, ta thà lìa bỏ bà con bạn bè của cải và thân mạng mình, chứ nhất định chẳng lìa bỏ chánh pháp của chư Phật. Vì sao? Vì bà con bạn bè của cải và thân mạng mình đời đời thường có, rất là dễ được. Chánh pháp của chư Phật trăm ngàn muôn ức kiếp mới được gặp một lần, gặp được chánh pháp như mãi mãi được lợi lạc lớn, nên ta nhất định phải siêng năng hộ trì chẳng tiếc thân mạng bà con bạn bè và của cải. Thiện hiện nên biết khi hộ trì chánh pháp, đại bồ tát này nghĩ như vậy, nay ta không vì hộ trì chánh pháp của một đức Phật, hai đức Phật, ba đức Phật cho đến trăm ngàn đức Phật và hộ trì tất cả chánh pháp của chư Phật khắp mười phương ba đời, làm cho chánh pháp chẳng bị tổn giảm. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, những gì là chánh pháp của chư Phật, tại sao đại bồ tát này hộ trì chẳng tiếc thân mạng bà con bạn bè và của cải? Phật bảo: thiện hiện, vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết cho các đại bồ tát nghe các pháp là không, như vậy gọi là chánh pháp của chư Phật. Có hàng ngu si chê bai hủy báng rằng đây là phi pháp phi luật, chẳng phải thánh giáo mà đấng thiên nhân sư đã nói, tu học pháp này chẳng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng chứng niết bàn, tịch tịnh, an vui. Đại bồ tát này hộ trì pháp này chẳng tiếc thân mạng bà con bạn bè và của cải, lại thường nghĩ Như Lai đã thuyết tất cả pháp không là chỗ quay về nương tựa chân thật của các hữu tình. Bồ tát tu học pháp này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu các hữu tình thoát khỏi sanh lão bệnh tử, khiến họ được niết bàn rốt ráo thường lạc. Vì thế nên nay ta hộ trì pháp này chẳng tiếc thân mạng của cải bà con bạn bè, ta sẽ được ở trong số chư Phật đời vị lai, đức Phật đã thọ ký đại bồ đề cho ta. Vì vậy chánh pháp của chư Phật tức là chánh pháp của ta, ta phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng của cải bà con bạn bè. Ở đời vị lai khi thành Phật, ta cũng vì hữu tình tuyên thuyết các pháp không như vậy. Thiện hiện nên biết, đại bồ tát này thấy được ý nghĩa và lợi ích việc hộ trì chánh pháp mà Như Lai đã thuyết, nên chẳng tiếc thân mạng của cải, bà con, bạn bè cho đến đắc quả bồ đề thường không lười mỏi. Nếu đại bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, khi nghe chánh pháp mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết cho tất cả đại bồ tát bất thối chuyển, đều không mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì và không quên mất cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.
Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã được Đà La Ni một cách thiện xảo. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này đã được những Đà La Ni nào mà nghe chánh pháp của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết ra, không còn mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì không quên mất. Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát này đã được phương tiện thiện xảo của sự nghe trì Đà La Ni, nên nghe chánh pháp mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết không có mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì và không quên mất, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, luôn giống như đang nghe Đức Phật thuyết. Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này nghe chánh pháp mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết không mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì chẳng quên mất, hoặc nghe Bồ Tát độc giác thanh văn trời rồng rực xoa, người chẳng phải người, vân vân, thuyết chánh pháp cũng không mê hoặc nghi ngờ, đối với chánh pháp nghe rồi thọ trì chẳng quên mất. Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát này có thể thông suốt hoàn toàn, không còn mê hoặc nghi ngờ, nghe được nghĩa lý của âm thanh, ngôn ngữ, văn tự của tất cả hữu tình, và cho đến tận đời vị lai cũng chẳng quên mất. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã chứng được phương tiện thiện xảo của sự nghe trì Đà La Ni, ghi nhận trọn vẹn những gì đã nói khiến chẳng quên mất. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển.